Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: MC Lê Anh tiết lộ lý do quyết định cưới Thảo Vân. MC Lê Anh cho biết anh được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mời tham gia một sự kiện tái hiện lại những đám cưới xưa, gợi nhắc kỷ niệm về những thế hệ đã qua. Vào năm 2019, MC Lê Anh và MC Thảo Vân đã bất ngờ tung bộ ảnh cưới mang đậm dấu ấn thời bao cấp, khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong bộ ảnh thì cô dâu Thảo Vân diện áo dài trắng, tay cầm bó hoa lay ơn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, còn chú rể Lê Anh bảnh bao với áo sơ mi trắng và quần âu đen, ống thủng đặc trưng cạp lên tận rốn. Nam MC đã hài hước chia sẻ: tối nay ai đến mừng duyên nàng Thảo Vân sánh đôi thì chuẩn bị son chảo, mâm nhôm và nhớ bọc giấy hồng điều. Cùng lúc đó thì trên trang cá nhân Facebook, nữ MC của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần cũng hào hứng đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên chú rể kém tuổi Lê Anh, kèm theo dòng trạng thái: cô dâu già quá nhưng xinh, mọi người bảo thế, thực ra là do chú rể trẻ quá thôi. Chia sẻ với báo chí, MC Lê Anh tiết lộ: khi mà nhận được lời mời chụp bộ ảnh này từ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, anh và MC Thảo Vân khá ngần ngại vì lo lắng khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em sẽ khó để thể hiện đúng chất đám cưới. Tuy nhiên cuối cùng thì anh và đàn chị đã nhập vai khá ngọt, được đạo diễn Hoàng Điệp dành nhiều lời khen ngợi. Trước khi chụp ảnh, tôi và chị Thảo Vân đã đóng một tiểu phẩm nhỏ tái hiện một đám cưới thập niên 70-80 của thế kỷ trước với đầy đủ quan viên hài họ thời bao cấp, với nhiều thế hệ đi trước là những tháng ngày gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm khó phai mờ. Lớp trẻ ngày nay chỉ biết điều đó qua câu chuyện kể của cha mẹ người lớn tuổi. Ekip thực hiện hy vọng qua bộ ảnh thì giới trẻ sẽ có cái nhìn chân thực hơn về thời bao cấp, đặc biệt là những đám cưới. Thời kỳ này thì đám cưới được tổ chức đơn sơ, mộc mạc với tấm phông màn gắn câu khẩu hiệu Tổ quốc trên hết, vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Dưới khẩu hiệu là lá cờ Tổ quốc, sau đó đến tên của đôi vợ chồng trẻ lồng vào nhau, kế bên là đôi chim bồ câu. Ngày rước dâu thì nhà cô dâu chú rể gần nhau, quan viên hai họ xếp thành hàng dài, rước bộ, cô dâu chú rể đi trước, quan viên hai họ bạn bè theo sau, nói chuyện rôm rả. Nếu ở khác xã, huyện thì người ta thường dùng xe đạp. Phần lớn đám cưới thời bao cấp chỉ đãi tiệc ngọt với bánh kẹo, hạt dưa, nước chè và thuốc lào, thuốc lá. Nhà nào sang hơn thì làm vài mâm mặn đãi người thân, món ăn cũng chỉ thịt gà, giò lụa. Hai họ ăn uống vui vẻ, trên tinh thần đoàn kết, không đặt nặng việc phải bông cao cỗ đẩy. Có lẽ chính hoàn cảnh thiếu thốn khiến cho người ta dễ dàng thấu hiểu cho nhau hơn. Nam MC cũng cho hay, đây là hoạt động diễn ra bên lề chương trình Ngày Chung Đôi do anh và Thảo Vân làm MC. Tất cả các khách mời đến tham dự đều mặc áo dài. Chương trình đã mang đến cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc khi mà gợi nhớ về những hoài niệm xưa.